Danh tính người vợ sắp cưới và con riêng bí ẩn của ca sĩ Ngọc Sơn lần đầu được hé lộ sau 30 năm. Sau hơn 30 năm đi hát, Ngọc Sơn lần đầu tổ chức buổi họp báo, giới thiệu các MV mới và thành lập công ty âm nhạc riêng. Trong showbiz, có lẽ chỉ có mỗi Ngọc Sơn mới khác người như thế. Thông thường, sự kiện giải trí diễn ra từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Còn chương trình của giọng ca Tình Cha cũng không giống ai khi diễn ra từ đầu giờ chiều đến tận 6 giờ tối. Gặp gỡ truyền thông, khán giả và tất cả các học trò, Ngọc Sơn đã liên tục cúi đầu và nói lời cảm ơn. Anh đã dùng từ đại gia đình để thể hiện sự trân quý với khán giả trong và ngoài nước, luôn quan tâm và yêu thương anh trong suốt nhiều thập kỷ qua. Ông Hoàng Nhạc Xến đã thoải mái chia sẻ về chuyện đời và chuyện nghề. Anh còn hát và quay MV trực tiếp trên sân khấu trong buổi họp báo. Thấy anh sung sức ở tuổi 50 khiến cho ai cũng trầm trồ. Ngọc Sơn khỏe thế, không biết mệt là gì. Hiện tại, anh đã bước qua tuổi 50. Xong, anh tuyên bố với mọi người rằng anh vừa bước sang tuổi 19 đầy sung sức và mãnh liệt. Đây có phải là câu nói vui của anh hay không? Tôi hay nói với các học trò và khán giả rằng Ngọc Sơn ở năm 2019 đang bước sang tập 2. Năm nay tôi mới 19 tuổi mà thôi. Tôi cảm thấy trong mình có nguồn năng lượng mạnh mẽ. Không đơn giản tự nhiên mà tôi có được điều đó. Vóc dáng của tôi hiện nay săn chắc hơn trước. Giọng hát của tôi cũng khỏe và nội lực hơn trước rất nhiều. Tôi nghĩ bản thân có được những điều đó ngoài tập luyện và có lối sống lành mạnh thì còn do trời ban và sự ngộ đạo của mình. Nhờ vào sự tu tâm tích đức, tự tu, hiền lành, nhẹ nhàng, nhẫn nhịn, nhân người. Tôi luôn dạy các học trò về những điều tâm linh. Thứ nhất là luôn hiếu thảo với cha và mẹ, tôn sư trọng đạo. Thứ hai là đối nhân xử thế, không tham, sân si, vì mọi việc đều có cái giá riêng của nó. Món nợ lớn nhất của đời người đó chính là tình cảm. Tài sản lớn nhất của con người đó là trí lực, trí tuệ và sức khỏe. Vì vậy, tôi dạy cho học trò của mình những điều và tôi có một nguồn năng lượng nhập vào mình. Đó là những thánh hiền, trái tim và đại gia đình. Năm 1987, khi bước chân lên sân khấu, tôi chỉ là học sinh giỏi số 1 của Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam. Tôi được đại gia đình yêu thương và quý mến. 3 ngày sau khi tôi bị cấm hát 10 ngày vì khán giả làm loạn trong show diễn. Tôi hát xong là khán giả yêu cầu hát liên tục, không cho ai hát nữa. Có lần tôi hát ở quận 10 vừa xong và không hát nữa thì khán giả đã đập vỡ bình xe của nhạc sĩ Tùng Châu. Rồi đến Nha Trang, tôi đoạt giải nhất của cuộc thi Nhạc nhẹ toàn quốc. Khi ra Hà Nội năm 1990, một tháng tôi hát hơn 100 suất, mỗi ngày tầm 5 suất. Những điều tôi kể hoàn toàn là sự thật. Qua đó để mọi người thấy được cái tình của người Việt Nam rất lớn. Tôi sinh năm 1968, năm nay đã qua 50. Tôi hiểu đại gia đình là những bậc thánh hiền. Tôi cũng là con người, biết yêu thương, biết khóc, biết giận hờn và ghen. Còn ghét thì chắc chắn là không, vì tôi đã luyện từ nhỏ. Tôi luôn biết yêu thương cha mẹ và đồng loại. Tôi cũng có tính tinh nghịch, song bước qua tập 2 của cuộc đời, tôi luôn chắp tay và tự nhủ. Người ta đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại. Tôi xin lỗi đại gia đình vì những điều đã làm cho mọi người buồn. Ở tập 2, tôi chỉ muốn sống đúng với sự thật, là một Ngọc Sơn cống hiến hết cho đời. Tôi là kiếp tằm đã nhận được rất nhiều tình cảm từ đại gia đình, và bây giờ tôi đi nhà tơ, mang những điều tốt đẹp cho dân gian. Tôi hạnh phúc lắm khi được trời ban cho nội lực khủng khiếp. Tập 2, tôi chỉ mới 19 tuổi. Chưa chắc là 19 tuổi, nhiều khi còn nhỏ hơn nữa. Những nội lực khủng khiếp mà anh nhắc đến được thể hiện như thế nào? Tôi không mất đi bất cứ một điều gì. Hiện cơ thể còn mạnh hơn cả 19 tuổi. Tôi nói dối. Sẽ gặp nói dối. Ngọc Sơn tập 2 thì không có tứ đồ tường tuyệt đối. Lúc trước người ta cho rằng con trai mà không tứ đồ tường, không ăn chơi, không gái gú thì cuộc đời còn có gì vui. Tôi nghĩ là con người thì làm sao mình có thể để cho bản thân vui chơi cái này, thử cái kia mà ai cũng thích. Tôi không thể nào biến mình thành một con người cứng nhắc như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã trở lại là một Ngọc Sơn thật sự mà trời đã ban cho tôi. Linh hồn, cái xác của tôi là đại gia đình. Tôi rất hạnh phúc vì được cầu nguyện cho khán giả, gia đình luôn khỏe mạnh, báo hiếu cho bố mẹ. Đó là năng lượng của tôi. Trước giờ không ít người cho rằng tôi có vấn đề về giới tính. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa. Tôi là chuẩn men. Tôi không đam mê hưởng thụ, dục vọng, mà yêu thích nghiên cứu và cống hiến âm nhạc.
Bây giờ mỗi ngày tôi ăn chay, chủ yếu là ăn rau, uống nhiều nước và cũng không có nhu cầu xài tiền nhiều. Với tôi, khi giúp đỡ cho ai đó điều gì, tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi nghĩ cho đi là niềm vui, là tích đức. Tôi cũng không suy nghĩ mình sẽ nhận lại được những gì. Tôi thấy bản thân đã tu được và bỏ qua những sân si hơn thua với đời. Anh khẳng định bản thân luôn hướng đến sự chân thiện mỹ. Song khi nhắc đến Ngọc Sơn, không ít người vẫn nghĩ anh là một nghệ sĩ khác người, lập dị nhất showbiz Việt. Anh nghĩ sao? Tôi đi hát đã hơn 30 năm qua và bản thân tôi luôn trân quý và thương yêu mọi người. Tôi không thể ép 100% khán giả yêu mến Ngọc Sơn. Đi hát đến đâu, tôi đều được mọi người hò reo, cổ vũ. Vé luôn trong tình trạng hết sạch là bản thân tôi đã rất vui. Tôi chỉ biết sống tốt và mang lại những giá trị tích cực cho đời. Như bao nghệ sĩ khác, tôi cũng chọn cho mình hướng đi riêng. Tôi có câu châm ngôn sống rằng: người đời sân si, con học hòa ái. Người đời mê si, con tỉnh tức. Người đời tự đại, con học khiêm từ. Khán giả nào khen, yêu mến thì tôi cảm ơn, rơi nước mắt. Khán giả nào chê bai, phê bình thì âu, họ cũng muốn tốt cho mình. Tôi sẽ nói lời cảm ơn. Thay vì suy nghĩ lo âu những điều không hay thì tôi sẽ dành thời gian để học tập, trau dồi kiến thức của mình. Sau hơn 30 năm đi hát, nhiều người đồn rằng Ngọc Sơn là đại gia ngầm bậc nhất của showbiz. Đã ngoài 50 tuổi, tiền bạc có ý nghĩa như thế nào đối với anh? Từ khi đi hát cho đến nay, tôi không biết tiền bạc là gì. Tất cả tiền bạc tôi giao cho mẹ quản lý. May mắn tôi có sức khỏe nên cày ngày cày đêm. Các xe tôi nhận được cũng đúng với danh tiếng và công sức mà mình bỏ ra. Đi hát, tôi chưa bao giờ đòi hỏi các xe với ban tổ chức. Tôi đi hát vì đam mê, vì tình cảm của đại gia đình dành cho mình. Vào dịp sinh nhật, tôi tổ chức chương trình phát gạo, tặng tiền cho người nghèo. Tài sản lớn nhất của con người là trí lực chứ không phải là tiền bạc. Tất cả mọi thứ tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào tình của đại gia đình ban cho. Khi đi hát, chương trình đông khán giả thì họ sẽ đưa cho tôi thêm các xe, còn lỗ thì tôi lại giảm các xe cho họ. Với tôi, sống là phải biết chia sẻ. Có lần đi hát tại miền Bắc, tôi được khán giả Vĩnh Phúc tặng 10.000 USD. Tôi hạnh phúc và xúc động trước tấm chân tình của khán giả dành cho mình. Tôi đã dùng số tiền đó và chia sẻ với những khán giả khác. Bây giờ tôi sống không sân si hay to tiếng cãi vã với ai. Tôi muốn trí não của mình được bình yên để học nhạc và sáng tác nhạc. Nhờ vậy, tôi luôn được các học trò và đại gia đình luôn yêu thương. Là nghệ sĩ nhận học trò và nhiều con nuôi bậc nhất showbiz, anh đã dung hòa tình cảm của mọi người ra sao để tránh bị so đo yêu thương giữa người này và người kia? Học trò, con nuôi của tôi là những người có căn tu. Trời thương ban cho tôi những người con, người học trò thông minh, có giá trị của cuộc sống. Ví dụ như tiến sĩ trẻ Duy Cường, hiện làm giám đốc cho công ty của tôi. Cường là người đưa ra ý tưởng và sáng lập nên công ty. Tôi và các học trò muốn cộng tác với mọi người nên đã đưa ra những sản phẩm phi lợi nhuận. Nghèo cho sạch mà rách cho thơm. Tiền đi hát của tôi với các con sẽ phụ công ty để làm những việc tốt cho đời. Tri ân bất cầu báo. Giúp được cho đời bao nhiêu là tôi vui lắm. Đó là chia sẻ thật của tôi. Người ta nói tiền xài bao nhiêu cũng hết, mà tôi thì có xài tiền gì bao nhiêu. Tôi toàn ăn rau, uống nước lọc. Cho đi sẽ còn mãi. Tôi nợ đại gia đình là tài sản vô giá, khủng khiếp lắm. Học trò và các con của tôi đều hiểu. Cho nên mọi người đều dung hòa, thương yêu lẫn nhau, chứ không ai sân si và hơn thua. Nhiều khán giả cho rằng vì anh đã có quá nhiều con nuôi và học trò nên anh không cần lập gia đình và có con riêng. Mọi người đều mong muốn tôi có một người con riêng, nhưng duyên chưa tới nên tôi đành chịu. Ở đời ai cũng có đôi, Ngọc Sơn thì vẫn lẻ loi một mình. Nhưng Sơn có đại gia đình, gặp nhau ca hát tâm tình rất vui. Lúc nào tôi cũng thắp nhang cầu cho bố mẹ mạnh khỏe, đại gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tôi thì có nhiều sức khỏe để cống hiến cho đại gia đình. Bây giờ nếu mà duyên tới thì tôi sẵn sàng đưa bàn tay để đón nhận. Nếu trời ban cho tôi một đứa con thì tôi cảm ơn. Thật ra cũng có rất nhiều người con gái thích tôi, nhưng mà tôi nghĩ cao hơn, suy nghĩ đến cha mẹ của người ta, nghĩ đến nhiều mặt khiến cho mình phải đau khổ. Cuối cùng, dằn vặt sao mình có thể bỏ cuộc đời này sớm như vậy. Nhưng cuối cùng, điều đó lại trở thành một ý thức và tôi cảm thấy điều đó là niềm vui của đại gia đình và cũng là niềm an ủi của tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi cũng muốn tìm một người gì đó có nhân duyên, song công việc quá nhiều, chiếm hết thời gian tập tạ, chơi bóng bàn của tôi.
là danh ca nổi tiếng và sức khỏe tràn đầy năng lượng, chắc hẳn là có rất nhiều người con gái đẹp theo đuổi anh. Chuyện đó thì tôi không biết, còn tôi thì thích người ta lén mà người ta không biết. Còn Như Quỳnh thì tôi rất là yêu, bởi vì cô ấy là thần tượng của tôi. Về việc tôi lên báo chia sẻ có tình cảm đặc biệt với Như Quỳnh, thì đó là chuyện của hơn 20 năm trước. Giờ đây, chúng tôi là hai người anh em thân thiết với nhau trong nghề và trong cuộc sống của đời thường. Vừa qua có nhiều lời đồn thổi, tôi và Như Quỳnh cưới nhau, nhưng bây giờ thì tôi không thể tuyên bố điều gì hết. Khi nào cưới Như Quỳnh, tôi sẽ thông báo. Mọi người yêu mến nên ghép đôi cho chúng tôi, thì điều đó làm cho tôi hạnh phúc. Đó là hãnh diện của tôi.